chào các bạn ha. Thì hôm nay mình có một cái trải bài. Rồi bây giờ các bạn chọn chỗ ha. Trà Ấn Độ này các bạn có rất là nhiều mùi á. Nhưng trà Ấn Độ thơm á. Trà bàn tay á. Chọn tụ hết, cái này là tụ 1, này tụ 2 và cái này là tụ 3 nữa. Tình cảm họ dành cho các bạn. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 ha, là tụ các bạn chọn nghe Ấn Độ Lily nè. Các bạn ơi, đợi mình tí nghe. Cảm của họ dành cho các bạn ha. Tình cảm họ dành cho các bạn ha. Tình cảm họ dành cho các bạn. Tình cảm hiện tại họ dành cho các bạn. Cái lá này nó rất ít ra đó các bạn. Tình cảm hiện tại họ dành cho bạn rất là đông đầy nha. Cái người này á,
dành cho các bạn một cái tình cảm rất là đông đầy ha. Ở đây thì mình thấy cái người này cái người này họ cảm nhận bạn như là bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy đó. Có kiểu như là cái ước mong của họ trở thành sự thật. Cái người này thực sự họ cũng tự thắc mắc đó, là không biết tại sao là mình lại có cái cảm giác nhiều cho bạn đến như vậy. Nhưng mà kiểu như họ mình thấy cái người này họ cũng hơi bị lý trí ha. Kiểu như có thể là bề ngoài của người này họ sẽ thể hiện là tôi không quan tâm tới cái cô này, tôi không có quan tâm tới cái người này. Cái bề ngoài nhìn đó, đôi khi bạn cảm nhận trời ơi cái người này mà họ thích mình, họ yêu mình nhiều làm gì có. Bởi vì cái người này bề ngoài có thể thể hiện là họ hơi lãnh đạm ha. Họ hơi bị lạnh lùng. Kiểu như họ sẽ không có thể hiện, ví dụ như là mình thích ai thì mình sẽ thể hiện như trời ơi hôm nay em ăn gì chưa, anh ăn gì chưa, em quan tâm anh này nọ. Nhưng mà cái người này á, cái hành động của họ với lại cái con tim của họ nó lại trái ngược với nhau. Trong lòng á thì dành rất là nhiều tình cảm, dành hết trái tim của họ cho bạn rồi đó, nhưng mà gương mặt á thì cứ thể hiện kiểu như là bề ngoài thì cứ thể hiện kiểu như là không có đâu, mình không có cảm giác nhiều cho bạn đâu, kiểu là như vậy. Cái người này họ thật sự cái người này ở đây mình thấy họ cũng là một người rất là lý trí ha. Mình thấy cái người này á họ kiểu như là họ dành nhiều cái thời gian cho công việc nè. Rồi thật sự là cái người này họ cố gắng che giấu cái tình cảm của mình là bởi vì họ vẫn còn những cái shadow của bóng tối, họ vẫn còn những cái cảm giác của những gì đã qua. Có thể là trong cái quá khứ của họ, họ đã từng có cái gì đó khiến họ đau khổ về chuyện tình cảm, và họ đã dùng công việc để quên đi những cái nỗi đau đó. Hoặc là mình cảm nhận như họ có một cái gì đó không có hạnh phúc trong cái gia đình, cuộc sống của họ. Ví dụ như họ, nếu mà họ chưa lập gia đình đó, thì mình nghĩ có thể cái người này họ đã từng có một cái gì đó không được hạnh phúc trong gia đình đẻ của họ. Ví dụ như cha mẹ của họ không được hạnh phúc với nhau. Hoặc là nếu mà họ đã từng yêu ai thì có thể cái người này đã không có quan tâm họ đủ, không có yêu thương họ đủ, không có chăm sóc cái cảm giác của họ, không làm cho họ cảm nhận được yêu. Có thể cũng bởi vì công việc, có thể cũng bởi vì tiền bạc. Chính vì cái điều đó khiến cho họ hơi bị lệch lạc về tình cảm. Đó chính là họ ngại thể hiện cảm xúc của chính mình. Với lại có một số trường hợp có thể là họ ở trong một cái vị trí nào đó nhất định, cho nên cái việc thể hiện cảm xúc quá nó sẽ khiến cho họ khó mà nắm giữ được nhân viên của mình, nên họ phải đeo mặt nạ. Ở đây mình thấy có một cái gì đó gọi là họ cố gắng che giấu cái cảm xúc thật, cái cảm xúc thật của chính họ. Họ hay dùng những cái ví dụ như là công việc nè, rồi họ cố gắng làm cho bản thân mình như là bận rộn á, để không có suy nghĩ nhiều về tình cảm. Nhưng mà ở đây cái người này mình thấy họ họ là thật ra họ là một người rất là chú trọng về vấn đề của cải và vật chất ha. Họ là người vật chất, nên ở đây đôi phần á, thì chính cái điều đó, cái thiên hướng của họ làm cho họ quên đi cái cảm xúc thật của họ. Nhưng mà cái người này á, ví dụ như họ yêu bạn thì họ sẽ không chỉ đem đến cho bạn cái tình yêu mà họ sẽ đi kèm với cái vật chất nữa.
Ở đây ví dụ một khi mà họ đã có thể sống thật với bạn rồi á, thì cái người này họ có một cái tính chiếm hữu rất là cao. Có cái tính chiếm hữu rất là cao. Họ muốn là kiểu như là cái bóng hình của họ là bao trùm hết cái cuộc sống của bạn. Nó sẽ có điều sẽ cảm bạn sẽ cảm nhận nó hơi bị ngột ngạt. Có nghĩa là họ sẽ mình cảm nhận là nó sẽ bị ngột ngạt cho bạn. Vì á, cái người này mình cảm nhận á, là khi mà bạn bên cạnh họ đó, có thể là mình cảm nhận như bạn hai người thu hút nhau, có thể là bạn là một cái thái cực, là một người rất là tình cảm, còn họ là một cái người rất là lạnh lùng, cho nên nó dễ thu hút nhau. Cho nên trong chuyện tình cảm, mình cảm nhận có thể là bạn và họ sẽ bạn và họ sẽ đôi khi có những cái mâu thuẫn không đáng á, liên quan đến cái vấn đề thể hiện cảm xúc của mình mà thôi. Bởi vì cái người này họ không có thể hiện nhiều. Rồi đôi khi họ thể hiện rất là lãnh cảm, rất là lạnh lùng. Rồi mình cũng cảm nhận cái người này á, họ cũng ít nói lắm. Họ cũng ít nói. Có quá lắm á, thì họ thể hiện bằng hành động á. Bằng hành động, cho nên bạn phải tinh tế mới nhận ra được. Ví dụ như là, nhưng mà đôi khi bạn cũng sẽ cảm nhận như là những cái hành động họ thể hiện như vậy á, và cái thái độ họ thể hiện với bạn như vậy á, có thể hiện được là họ yêu bạn hay không. Cho nên ở đây cái người này mình cảm nhận họ cũng là một người rất là khó đoán. Một người mà thật sự thì họ cần sống thật với mình, với chính bản thân họ hơn trước khi mà đến với bạn. Tại vì ở đây mình thấy nếu mà cho dù bạn ở trong mối quan hệ với họ thì họ cũng ít nói lắm, họ không thể hiện bản thân mình nhiều. Họ kiểu như là ví dụ ok họ yêu bạn đó, ok bạn yêu họ đó, thì sao? Thì mỗi người có cuộc sống riêng. Tôi bây giờ ví dụ như bạn giận hờn buồn bã gì, họ cũng để bạn tự đối mặt với chính cái cảm xúc của bạn á. Họ sẽ không phải là cái tiếp người mà năn nỉ ỉ ôi, họ sẽ thể hiện bằng vật chất. Cho nên đôi khi bạn sẽ cảm nhận nó bị thiếu vắng một cái gì đó gọi là sự quan tâm. Ở đây ví dụ như họ thương bạn, họ yêu bạn, thì họ sẽ cố gắng làm việc, xong rồi họ sẽ để cho bạn, nuông chiều bạn theo kiểu là cứ để bạn sống theo cái kiểu bạn muốn. Còn họ thì họ cứ tập trung công việc vậy đó. Nó là một cái kiểu tình yêu họ dành cho bạn. Thì nếu mà hỏi tình cảm họ dành cho bạn á, thì ở đây mình thấy nó rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì họ là thiên hướng về vật chất, cho nên nếu mà bạn bên cạnh họ thì có thể bạn sẽ hơi bị thiếu thốn về cái mặt tình cảm ha. Bạn sẽ, nếu mà bạn là tuýp người á, mà nhiều tình cảm á, thì bạn sẽ cảm thấy nó hơi bị khô khan. Bởi vì cái người này á, họ không có thể hiện tình cảm nhiều. Có thể bây giờ bạn nói là thôi cứ việc mua đồ, mua túi này nọ tặng tôi này nọ được rồi. Nhưng mà họ không phải là cái loại người như vậy luôn á. Kiểu như là ở đây mình cảm nhận là họ ít nói. Bạn cũng không đoán được là họ thể hiện tình cảm như thế nào nữa. Nhưng mà với lại ở đây mọi thứ nó sẽ gắn liền với cái, với tiền bạc ha. Ở đây mình nghe cái mùi tiền nó rất là nhiều. Nên cái gì cũng có đánh đổi hết. Nếu bạn yêu người này thì bạn phải sẵn sàng chuẩn bị tâm lý. Đó chính là mình sẽ phải cô đơn. Mình sẽ phải để cho người này sống theo cái kiểu mà họ muốn. Và bạn phải sống tự lập. Bạn phải tự lập, chứ bạn không thể nào phụ thuộc tình cảm vào cái người này được. Bởi vì cái người này đôi khi sẽ làm cái mood của bạn down nữa, cái cảm xúc của bạn nó bị tụt mood nữa đó. Cho nên bạn phải tự lập trong cái cảm xúc của mình, tự lập trong mọi thứ. Ở đây mình thấy cái người này họ
họ thích những cái người phụ nữ mà chỉ tập trung vào bản thân của mình thôi, chứ họ không thích những người phụ nữ mà quá phụ thuộc vào họ. Nhưng mà cái người này mình cảm nhận họ rất là mâu thuẫn với bản thân của họ nữa, bởi vì họ là người kiểu như là bảo thủ nè, rồi gia trưởng nè, rồi hay không muốn mất mặt trước mặt người khác nè. Họ có một cái gì đó gọi là rất là mặt mũi ở đây. Họ muốn bạn thể hiện phụ thuộc nhưng mà không phụ thuộc họ. Ở đây mình chỉ nghe cái mùi tiền nhiều. Còn về tình cảm thì cái người này tình cảm sẽ gắn liền với những thứ như là tiền bạc, vật chất. Ở đây thì mình thấy là như vậy. Cho nên nếu bạn yêu người này, bạn phải để cái người này họ làm việc. Bạn phải để cái người này tập trung công việc của họ, không để họ bận rộn vì bạn á. Có nghĩa là với những cô gái ví dụ như là có kinh doanh riêng thì phù hợp với người đàn ông này hơn. Chứ còn ví dụ như bạn không có làm gì hết thì bạn sẽ cảm thấy nó hơi chán với cái người đàn ông này, bởi vì họ sẽ không lúc nào cũng dẫn bạn đi chơi, không có lúc nào cũng kiểu như là ổng chỉ người này chỉ là công việc thôi. Người đàn ông này, người phụ nữ này cũng chỉ là công việc thôi. Đối với họ công việc là một cái gọi là cái cam kết cuộc đời họ. Tình cảm thì họ có, nhưng mà bạn nên hiểu là cái mỗi người ta có một cái style, một cái kiểu sống riêng. Ví dụ như người Nhật họ chỉ tập trung công việc là nhiều, thì cái người này cũng vậy. Không phải là họ không có tình cảm với bạn, nhưng mà đó là cái cách sống mà họ chọn, đó là cái niềm vui của họ. Nên mình nghĩ nếu mà hai bạn yêu nhau thì mình nên tôn trọng lẫn nhau. Rồi đó là những gì mình có cho các bạn tuần 1 ha. Rồi bây giờ mình bước qua các bạn tuần 2 nè. Các bạn Mint tuần 2 nè các bạn. Rồi bây giờ tình cảm họ có tình cảm họ dành cho bạn. Wow, các bạn tụi hai ơi, tình cảm họ dành cho bạn rất là nhiều ha. Và ở đây cái người này mình cảm thấy họ có một cái trí tuệ ha, họ là người có một cái trí tuệ, họ có một cái sự kết nối với vũ trụ ha. Mình nghĩ cái người này có thể là cái họ có một cái khả năng đặc biệt á. Ví dụ như là bạn với họ đôi khi cảm nhận là sao tự nhiên nó có những cái gọi là thần giao cách cảm á. Ví dụ như là bạn vừa nghĩ đến họ thì họ xuất hiện, bạn vừa bước chân ra đó thì bạn gặp họ, bạn quay đầu lại thì bạn gặp họ, mà tự nhiên bạn biết. Ví dụ như là ai đó bất chợt hỏi là ủa hôm nay họ có đến không, mà bạn với họ đâu có nhắn tin, đâu có nói chuyện gì đâu, cái bạn nói tôi nghĩ không tới đâu, mình nghĩ không tới đâu, thì đúng là họ không tới thiệt. Mà bạn nói, mà những người khác nói cái người này nói chắc chắn là sẽ tới, nhưng mà ví dụ họ nói là người khác nói là bạn chắc chắn cái người này không có, những người khác nói bạn chắc chắn là cái người này không tới, nhưng mà tự nhiên á bạn cũng biết là hôm nay cái người này không có lịch để tới đây, nhưng mà tự nhiên trong đầu bạn nghĩ là hôm nay người này tới đó, là đúng là họ tới đó thiệt. Ví dụ như thì giống như nó có một cái gì đó gọi là cái linh cảm giữa hai bạn. Ở đây mình thấy hai bạn có một cái sự kết nối với nhau ha. Có thể mình nghĩ là ở ngoài cái mặt vật chất á, hai bạn không có thể hiện nhiều với nhau. Ví dụ như hai bạn sẽ không có gì gọi là nói chuyện nhiều với nhau nè, hai bạn sẽ không có gì gọi là thể hiện bên ngoài là gắn kết mật thiết với nhau, nhưng mà nó là gắn kết mật thiết. Ở đây mình cảm nhận có thể là hai bạn đang ở trong một cái có thể hai bạn không ở gần nhau, nhưng mà ở đây nó có một cái sự kết nối ha. Ở đây mình thấy á, hai bạn hoặc là cái người đó
họ quan trọng về cái kết nối cảm xúc giữa hai bạn rất là nhiều ha. Và ở đây họ tin đó là tin cái thế giới tâm linh, tin hoặc là họ có đạo hoặc họ không có đạo, họ đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì á, thì mình cảm thấy là họ tin vào cái thế giới tâm linh, có nghĩa là họ tin vào những cái thứ mà hơn vật chất. Ví dụ như họ tin là tình cảm, nếu mà mình chỉ cần yêu nhau thì mình sẽ bên cạnh nhau. Họ tin vào những thứ như vậy. Không phải yêu nhau bên cạnh nhau, và yêu nhau không nhất thiết phải bên cạnh nhau. Rồi họ tin là chỉ cần mình nghĩ về nhau là mình đã bên cạnh nhau rồi. Ở đây đôi khi có thể bạn cảm nhận cái người này họ không thể hiện nhiều. Ở đây mình cảm nhận đôi khi bạn cảm nhận họ không thể hiện nhiều, hoặc là đôi khi hai bạn có những cái nốt lặng trong tình cảm á, thì nên hai bạn không thể hiện nhiều với nhau. Nhưng mà hai bạn cảm nhận là nó có một cái gì đó rất là sâu sắc giữa hai bạn. Cho nên mình nghĩ ở đây mình thấy có rất là nhiều nguồn năng lượng. Có những nguồn năng lượng như đã ngắt kết nối nè, những nguồn năng lượng là đang curse nhau, những nguồn năng lượng là đang ở xa nhau, những nguồn năng lượng là tình yêu một chiều. Có nghĩa là bạn không biết cái người đó có yêu bạn hay không, có thương bạn hay không. Thì mình thấy dù trường hợp đi nữa, nào đi nữa, thì hai bạn cũng có sự kết nối ở trái tim, ở tâm linh mình. Nên ở đây cũng khuyến khích là các bạn nên dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn, tập trung yêu cái bản thân mình hơn, tập trung phát triển cái bản thân mình hơn. Ở đây mình thấy nếu bạn hỏi về tình cảm á, thì ở đây mình thấy một số bạn á, thì cũng không quan tâm nhiều đến cái chuyện tình cảm, mà quan tâm về cái vấn đề là phát triển bản thân. Hoặc các bạn, dù các bạn đang quan tâm về vấn đề tình cảm đi chăng nữa, thì ở đây cũng có một lời khuyên là các bạn nên phát triển về cái bản thân của mình, rồi các bạn sẽ gặp đúng người. Tại vì cái hành trình của các bạn nó đang ở một cái mức độ là không phải là ở cái vật chất cuộc sống của mình, mà nó đang phát triển ở một cái mức độ là nhìn hơn cái vật chất của cái thế giới hiện tại mình đang sống. Cho nên ở đây mình thấy các bạn có một cái thông tuệ, một cái trí tuệ, một cái gì đó nó bao trùm trên cái con người của các bạn. Nếu mà các bạn có đang cầu nguyện cái vị Phật, vị thần, hoặc là cái vị nào đó, hoặc là các bạn không cầu nguyện ai hết, thì có một cái nguồn năng lượng trí tuệ đang đổ lên các bạn ha. Thì các bạn có thể là các bạn sử dụng luật hấp dẫn nè, có thể các bạn đang cố gắng sống tử tế hơn, sống tốt hơn, thực hành những điều tốt hơn. Thì mình thấy ở đây các bạn nên tiếp tục như vậy ha. Hãy cố gắng tử tế nhất có thể, hãy cố gắng yêu thương nhất có thể, hãy cố gắng cho đi nhiều nhất có thể. Tại sao? Tại vì hiện tại mình thấy cái karma của các bạn, là cái nhân quả của các bạn, nó xoay vòng rất là nhanh ha. Nhưng mà nó xoay vòng đánh trực tiếp vào đó chính là cái sự tử tế của các bạn, cái tình cảm của bạn dành cho mọi người ha. Ví dụ như hôm nay bạn, cái sự tử tế, cái sự tốt bụng của mình, nó không phải là một cái gì đó gọi là quá xa xỉ. Ví dụ như các bạn hỏi thăm một cái người nào đó buổi sáng, bạn hỏi hôm nay em khỏe không, hôm nay anh khỏe không, ví dụ như vậy. Hoặc là chỉ đơn giản là nụ cười, mỉm cười, rồi ai nói mình cái gì đó thì mình sẽ cố gắng mình thua thiệt một chút, có nghĩa là mình im lặng, mình sẽ không đối đáp. Bình thường mình đối đáp, mình đối trả thì mình ngừng lại cái giây phút đó. Tại vì ở đây mình thấy là vũ trụ hoặc là các đấng nào đó, các bạn có thể một cái đấng nào đó đang, một cái năng lượng từ bi đang đổ tràn vào bạn ha. Cho nên để không ảnh hưởng đến những cái may mắn sắp đến của các bạn nên là người tử tế hơn ha.
tử tế hơn, chứ không phải là người tử tế. Tử tế hơn, tốt hơn, tốt hơn chính bản thân của mình từng ngày và mỗi ngày, từng giây từng phút ha. Ở đây mình thấy là cái trí tuệ của bạn nó đang được khai mở rồi, nên hiện tại bạn làm bất cứ việc gì, bạn nên sử dụng cái thời gian này là mình đọc nhiều sách hơn, mình tìm hiểu những cái liên quan đến kiến thức nè, rồi mình có thể mình thiền định, mình lần chuỗi đạo Phật, lần chuỗi đạo Phật hoặc đạo Chúa, hoặc là đạo nào bạn lần chuỗi bạn đọc kinh cầu nguyện. Ở đây bạn có thể liên đới đến những cái vị, ví dụ như trong đạo Phật, hay là cái vị nào đó liên quan đến những cái thông tuệ, những cái trí tuệ, bạn có thể lần chuỗi hoặc đọc chú của cái vị đó. Ở đây thì mình thấy là các bạn nên kết nối nhiều hơn ha, kết nối nhiều hơn với cái vị đó, kết nối nhiều hơn với cái tâm linh của bạn. Vì hiện tại bạn đang vừa có cái thông tuệ, vừa trí não và cái sự vị tha nữa. Cho nên bất cứ ai đến với bạn trong cái thời gian này á, nếu mà cái người đó đem đến cho bạn niềm vui thì cũng cảm ơn những người đó. Còn những ai mà đem đến cho bạn những cái điều mà không được vui á, thì mình nghĩ các bạn cũng nên tha thứ, có nghĩa là các bạn không nên nóng giận, bởi vì hiện tại đó chính là cái nguồn năng lượng về nhân quả của các bạn nó đang đến ha, để các bạn qua một cái giai đoạn mới. Nó nhiều may mắn, nhiều cái điều tốt đẹp hơn. Thì đây là những gì mình có cho các bạn tụ 2 ha. Rồi bây giờ mình xin phép đến cho các bạn tụ 3. Tụ 3 là các bạn chọn cái mùi hoa lài ha, jasmine nè, thơm lắm, như Ấn Độ. Bây giờ mình sẽ coi tình cảm của họ dành cho bạn. Mình nghĩ bạn không nên đặt nhiều tình cảm dành cho cái người này đâu ha. Bởi vì cái người này họ vẫn chưa có ở đây nè các bạn. Bởi vì mình thấy các bạn ra những cái lá nó đau khổ nên mình rút thêm để xem cái outcome của các bạn, cái kết quả của các bạn như thế nào. Ở đây á thì các bạn biết sao không, cái người này á, hiện tại nếu mà bạn xác định đi lâu dài được với cái người này á, thì bạn có thể vững bước. Còn nếu mà bạn không thể chờ đợi được á, thì mình nghĩ bạn nên tập trung vào cái cuộc sống của mình. Tại sao? Tại vì hiện tại mình thấy cái người này á, họ có những cái gọi là cái đau khổ và thất vọng trong chính cuộc sống của họ. Thì một người á, mình nhớ một cái câu nói trong cái tác phẩm Lão Hạt á, là một người có cái chân đau thì làm sao chữa bệnh cho người khác hay sao, kiểu là như vậy á. Là cái người này họ đang trong cái tình thế đau khổ, họ đang bị tổn thương về tình cảm, thì làm sao họ có thể dành tình cảm cho bạn được. Những gì họ đem đến cho bạn á, thì thể hiện chính bản thân họ. Ví dụ như bạn cảm nhận, ủa sao cái người này họ cứ khó chịu, bực bội, rồi đay nghiến mình suốt ngày, trong khi mình cái gì mình cũng tốt với họ, là tại sao? Tại vì họ không thoải mái trong chính cuộc sống của họ, cho nên họ không thể vui với bạn được. Còn ví dụ như bạn đang bận rộn đi, rồi ai đến rủ bạn đi chơi, bạn có đi không? Tất nhiên là không rồi. Bạn đang bận mà đặc biệt những cái đó liên quan tới cái vấn đề tài chính của bạn thì bạn sẽ không đi rồi, đúng không? Thì nó là như vậy đó. Ở đây mình thấy cái người này á, nếu mà bạn thực sự yêu cái người này á, thì cái năng lượng bạn phải rất là cao thì bạn mới kéo cái người này lên được, và đồng thời không làm mất chính cái năng lượng hạnh phúc của bạn. Tại vì ở đây mình thấy bạn là một cô gái rất là tự chủ, một cái nguồn năng lượng nữ á, nó rất là
nó rất là dễ thương, nó rất là đáng yêu, nó rất là tự chủ, nó rất là tự lập, rất là mạnh mẽ. Một cái năng lượng nữ tính rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chính cái điều mạnh mẽ đó khiến cho đôi khi bạn che giấu những cái nỗi đau của mình để cứ tiếp tục đi giống như những cái con zombie vậy đó. Thì ở đây á, ở đây mình thấy nếu mà bây giờ mình nói bạn từ bỏ cái người này á, thì có thể chắc bạn sẽ không làm đâu. Tại sao? Bởi vì bạn là một người rất là tự chủ và kiên cường. Bạn sẽ không ngại những cái thử thách, không ngại những cái khó khăn. Nếu mà thật sự ở đây mình thấy một khi bạn đã quyết định rồi thì bạn sẽ làm hết sức mình. Nhưng mà khi mà các bạn làm hết sức tới một cái mức độ nào đó, nếu mà bạn bỏ là bạn bỏ luôn, cho dù cái gì bạn cũng bỏ luôn mà không có quan tâm nữa. Ở đây mình cảm nhận các bạn rất là khẳng khái, nhưng mà các bạn nên bảo tồn cái lửa trong bản thân mình. Tại vì á, mình nên hiểu là có đáng hay không, có cái kết quả mình đạt, kết quả mình đạt được cuối cùng đó là cái gì, mình có nên tốn thời gian, mình có nên chịu đựng những cái nỗi đau đó, rồi cuối cùng mình được cái gì sau những cái nỗi đau đó, mình bỏ ra có đáng hay không. Nhưng mà ở đây á, mình thấy á, các bạn biết sao không, mình thấy á, cái người này họ đau khổ là bởi vì á, cũng có một phần là họ tưởng tượng khi mà họ giàu có sang trọng quý phái á, mình nghĩ người này họ có thể là một cái người trong kinh doanh ha. Tại vì những người trong kinh doanh họ thường bị như vậy, là họ bị cái guồng quay của kinh doanh, họ không có thời gian dành cho bản thân mình. Cái người này á, họ kiểu như là họ nghĩ là họ có một cái gia đình ấm cúng, họ nghĩ là họ có một cái gia đình, họ có tài sản thì họ sẽ hạnh phúc. Nhưng mà cuộc sống không như là mơ. Có nghĩa là ở đây mình cảm nhận cái người này họ có đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi. Có thể là họ có gia đình nè. Ở đây mình cảm nhận có thể nó có một cái nguồn năng lượng kiểu như nguồn năng lượng thứ ba. Có thể cái người này nó đã có gia đình rồi á. Họ có gia đình hoặc là họ có một cái gì đó gọi là một cái background, một cái gia đình mà ai cũng mơ ước, một cái sự giàu sang mà ai cũng mơ ước. Nhưng mà họ không có hạnh phúc trong chính cái gia đình của họ. Và cái thực ra thì họ cố gắng làm việc, kiếm tiền, họ cố gắng giàu sang, họ cố gắng tất cả mọi thứ để làm gì? Cái mục đích của họ là họ đạt được những gì mà cái xã hội này công nhận, đó chính là sự giàu sang, sự hạnh phúc, địa vị cao. Ở đây mình thấy cái người này có một cái năng lượng tiền rất là nhiều, rất là phũ phê, rất là nhiều. Nhưng mà cái nỗi đau của họ cũng không ít. Nên khi mà bạn ở bên người này, bạn phải chấp nhận là bạn phải có tính tự chủ cao. Họ sẽ không bao giờ mà họ sẽ tự lập. Họ sẽ rất là tự lập. Họ sẽ cần một người rất là tự lập, sẽ không bao giờ cần tới họ hết. Nhưng mà họ cũng mâu thuẫn. Bây giờ họ không muốn kết nối gì hết với ai thì cái niềm vui ở đâu mà ra? Nên mình thấy cái người này thật ra họ vẫn chưa có giải quyết được cái cuộc sống của chính bản thân họ, cái tâm lý của họ, những cái bề bộn trong cuộc sống của họ. Nên mình nghĩ bạn cứ tập trung cuộc sống của bạn thôi là tốt nhất. Tình cảm thì ở đây mình cảm nhận là nếu mà họ có gia đình á, thì ở đây mình có cảm nhận là họ cũng có con cái rồi, có vợ rồi, thì có vợ có chồng rồi, thì ở đây mình cảm nhận là có thể họ chỉ tình cảm họ dành cho bạn, có thể họ cảm nhận bạn là một người đáng thương, một cô gái đáng thương, một cô gái cần cái sự chở che của gia đình.
Ở đây các bạn có hai cái hình ảnh nó đối lập với nhau ha. Thì mình cảm nhận là có thể đôi khi họ so sánh cái họ muốn đến với bạn, nhưng mà họ sẽ so sánh những gì họ đang có và bạn. Nên đôi khi mình cảm nhận cái người này họ chưa có tình cảm dành cho bạn nhiều đâu. Những gì hiện tại họ có thể là cái thiện cảm dành cho bạn, bởi vì họ đem đến cho bạn những cái nỗi đau ha, nên họ cảm thấy đôi khi là có lỗi với bạn. Nên đôi khi mình cảm nhận cái người này họ cảm thấy là họ có lỗi với bạn, họ nhưng mà họ không làm gì khác được, bởi vì những gì họ có nó quá nhiều so để đánh đổi có bạn. Họ không có tôn trọng cái giá trị của bạn, nên bạn tốt nhất nên tôn trọng giá trị của mình. Là ở đây mình thấy bạn là một cái người mà thủ lĩnh của chính cái cuộc đời bạn, thủ lĩnh trong mọi vấn đề. Bạn không có cần ai hết, bạn không có cần ai để đem đến cho bạn hạnh phúc á. Bạn có một cái sự hạnh phúc và sung túc trong chính bản thân của bạn á. Mình thấy bạn cũng không kém cạnh cái người này, nhưng mà cái người này họ đem đến cho bạn rất nhiều nỗi đau, và cuối cùng mình cảm nhận là họ sẽ, khi mà bạn quá đau, bạn quá thất vọng, bạn gào thét, thì họ sẽ chỉ trở về tổ ấm của chính họ thôi. Và bạn phải một mình đối mặt với những cái nỗi đau của chính bản thân bạn. Và bạn phải tự đốt cái ánh sáng để mà tìm đường đi. Còn cái người này thì họ chỉ chăm chút vào cái cuộc sống riêng của họ thôi. Tình cảm họ dành cho bạn á, có thể hiện tại cái người này họ, mình thấy thì họ cũng muốn dành cái tình cảm cho bạn rất nhiều, nhưng mà hiện tại những gì họ làm là trái ngược ha. Họ cho bạn rất là nhiều nỗi đau, rất là nhiều căng thẳng. Nếu mà bạn muốn đến với cái người này, bạn phải tự mò đường đến. Bạn phải tự mò đường đến với họ. Họ sẽ không có cái kiểu như là dịu dàng và nhẹ nhàng dìu bạn đi. Người này á, kiểu như là họ sẽ chỉ nói là đến chỗ đằng kia, đến chỗ đằng đây. Và họ sẽ không nói cho bạn biết địa chỉ. Và bạn phải tự mò. Mấy cái người này mình cảm nhận họ đã có tất cả mọi thứ rồi. Họ đã xây dựng, người này họ bị một cái gọi là cái rào cản xã hội á. Họ sợ xã hội sẽ, có thể họ có một cái gì đó trong quá khứ đã xảy ra khiến cho họ như vậy. Cho nên tất cả những gì họ làm nó sẽ không có xuất phát từ cái thật tâm của họ, mà nó xuất phát từ những gì người khác nhìn, những gì người khác nói, những cái rào cản xã hội. Có thể người này ở trong một cái vị trí cao trong xã hội rồi ha, nên họ rất sợ người khác nói họ không được tốt. Cái danh dự của họ rất là cao, cho nên mình nghĩ lời khuyên trong đây đó là tập trung vào chính cuộc sống của bạn ha, tự đốt đuốc lên mà đi cái con đường riêng của bạn. Nếu họ muốn bạn thì họ sẽ phải đốt đuốc theo bạn, còn không bạn sẽ gặp một cái người khác. Tại sao? Tại vì mình thấy bạn rất là sung túc, bạn có một cái gì đó gọi là nó rất là thu hút, cho nên bạn mới thu hút cái người này. Bởi vì cái người này họ không phải là đơn thuần, họ không phải đơn thuần,
dễ bị thu hút bởi những người khác ha. Bởi vì sao? Bởi vì cái người này họ là một người ở vị trí cao, họ có tất cả mọi thứ rồi, họ không có thấp kém. Cho nên nếu mà bạn chấp nhận cái người này á, thì bạn cũng hiểu cái giá của mình phải trả là gì. Nó rất là đau. Nhưng cho nên mình nghĩ thay vì mình cứ rượt đuổi một người nào đó, tại sao mình không có rượt đuổi chính cái con đường của bản thân mình? Bạn cứ việc đi trên cái con đường chính bản thân mình, cứ để cái người này họ sống chính như chính bản thân họ. Bởi vì ở đây mình cảm nhận như là bạn cảm thấy sao mà cái người này họ có một cái cuộc sống hoàn hảo quá, nên có thể đôi khi khiến cho bạn muốn đến với cuộc sống người này bởi vì bạn muốn hoàn hảo như họ. Nhưng mà bạn biết sao không, đôi khi họ cũng muốn được hoàn hảo như bạn đó mà không được. Tại vì á, táo bên vườn nhà người khác lúc nào cũng ngọt hơn. Ở đây hai bạn hút nhau có nghĩa là hai bạn cũng là cùng một cái tầng năng lượng rồi. Cho nên thì nếu mà nói tình cảm hiện tại người này dành cho bạn á, thì người này còn chưa có nhiều đâu. Họ lại muốn bạn chủ động với họ. Tại sao? Tại vì người này mình nghĩ họ đã có gia đình, có người yêu, hoặc là họ có một cái gì đó trong một cái vị thế rất cao, và họ không có tôn trọng bạn. Họ không nghĩ là bạn ở một cái mức độ mà họ cần chủ động với bạn. Vậy thì tại sao mình phải chủ động với họ? Theo mình là như vậy. Bởi vì mình thấy mình nên đến với những người đem đến cho mình hạnh phúc chứ không đem đến cho mình đau khổ. Ở đây mình thấy nếu các bạn đến với họ, mình nghĩ cái niềm đau nó nhiều hơn là cái niềm hạnh phúc. Hàng vạn niềm đau cho một niềm hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mình có cho các bạn tụ ba ha. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Xin các bạn hãy đăng ký kênh cho mình. Rồi chúc các bạn vạn sự như ý, mọi thứ tốt đẹp và càng ngày càng tiến xa hơn trong cái hành trình của chính bản thân mình ha. Mình xin kính chào các bạn.